Xin chào các bạn, hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề có nên du học Singapore tại trường MDIS hay không. Lựa chọn được trường tốt để du học Singapore không phải là điều dễ dàng. Với các thông tin quảng cáo tràn ngập trên trang mạng, học sinh và phụ huynh như lạc trong ma trận. Một trong những trường uy tín và chất lượng được khá nhiều các bạn học sinh và phụ huynh lựa chọn đó là trường MDIS Singapore. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là du học tại trường MDIS Singapore có tốt hay không, có nên lựa chọn MDIS để theo học hay không? Thì để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay các bạn nhé. Hãy tham dự ngay tuần tham vấn du học Singapore tại trường MDIS, chuyển tiếp Anh Quốc, Mỹ, Pháp dễ dàng với ưu đãi lên tới 67 triệu đồng. Thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 9 tháng 7 năm 2018 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018. Thời gian là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và chiều là từ 15 giờ chiều đến 17 giờ chiều. Địa điểm văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký với số điện thoại 02838484879, 02838382080, 0995693574, 0996277629. Những lý do bạn nên chọn học viện MDIS là điểm đến khi có ý định du học tại Singapore. Nhiều khóa học với đa dạng chuyên ngành. Học viện MDIS cung cấp các khóa học đa dạng từ kinh doanh, quản lý, kỹ thuật, thiết kế thời trang, công nghệ thông tin, khoa học cuộc sống, truyền thông đại chúng, tâm lý, du lịch khách sạn. Các nhóm ngành chính được đào tạo tại MDIS đều là các ngành kinh tế mũi nhọn của Singapore và khu vực. Điều này giúp cho sinh viên không chỉ học ở trên lớp, mà chính đất nước Singapore là một môi trường thực hành lý tưởng cho các sinh viên học hỏi và trải nghiệm. Chất lượng đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ đạt chất lượng cao tại MDIS đã được công nhận. Hiện đang có 13.500 sinh viên đến từ 76 quốc gia đang theo học tại đây. Chi phí học tập hợp lý, với thời gian học ngắn, học sinh không có kỳ nghỉ hè, thời gian học tập liên tục, học phí tương đối rẻ. Vì vậy, chi phí cho các khóa học tại MDIS tương đối rẻ. Với chi phí toàn bộ khoảng 1,2 tỷ đồng cho khóa học cử nhân, hoặc 600 triệu Việt Nam đồng cho khóa học thạc sĩ. Đây là chi phí hợp lý nếu như bạn muốn nhận được bằng công nhận trên toàn thế giới. Hiện tại Học viện MDIS tại Singapore đang có chương trình hỗ trợ học phí về những suất học bổng dành cho các sinh viên đăng ký theo học tại trường, bao gồm học bổng là 4.000 đô Singapore cho các sinh viên ghi danh vào khóa thạc sĩ, học bổng là 3.200 đô Singapore cho các sinh viên ghi danh vào khóa đại học. Điều kiện là điểm GPA phải trên 8 chấm, phải có tố chất lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, phong trào, sinh viên phải đạt được những thành tích học tập cụ thể. Hỗ trợ học phí áp dụng từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Hỗ trợ 2.000 đô Singapore cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa thạc sĩ. Hỗ trợ 1.500 đô Singapore cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa đại học. Hỗ trợ 1.000 đô Singapore cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa O-Level. Ký túc xá hiện đại và tiện nghi. Khi theo học ở MDIS Singapore, sinh viên sẽ học được ở các ký túc xá hiện đại 15 tầng với chi phí rẻ hơn thuê ngoài, tiện cho việc đi lại và học tập. Trên đây là những lý do mà bạn nên lựa chọn MDIS để theo học, khởi đầu cho một tương lai tươi sáng. Sự đa dạng về chuyên ngành đào tạo giúp sinh viên có nhiều lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai. Các chương trình đào tạo này đều mang tính ứng dụng thực tế cao. Sinh viên tiếp cận thực tế thông qua việc thực hành tại các trung tâm thực hành của trường, qua chương trình thực tập tại các công ty và khách sạn, sinh viên ngành du lịch và quản trị khách sạn, các chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại các công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài liên quan đến lĩnh vực học tập, các buổi chia sẻ thông tin của các chuyên gia trong ngành, sinh viên được giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm bởi các giảng viên là những người làm việc thực tế. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028-3848-4879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!